Hi, xin chào mọi người, nhờ lên đây. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm những chiếc túi hoặc là mini xinh xắn để các bạn có thể được những chiếc AirPods nè, hoặc là những son môi. Rồi và mẫu túi hôm nay mình sử dụng màu đó là màu cam nha các bạn. Các bạn có biết cái mẫu túi hôm nay mình làm đó là sẽ dựa trên cái ý tưởng về cái hình ảnh trái gì không nè? Đúng rồi, đó là trái cam nha. Và màu hôm nay mình sử dụng là màu xanh lá và màu cam như thế này. Màu cam thì chúng ta sẽ móc cái phần thân ở bên trong, và màu xanh lá chúng ta sẽ móc cái phần lá và phần dây treo. Kim móc ở đây mình sử dụng là kim móc 4.5. Rồi đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn lên một bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm kim xuống vào bên trong vòng tròn, móc cho mình là 8 mũi đơn. Mũi đơn có ký hiệu là chữ X nha. Sau khi móc xong 8 mũi đơn, các bạn sẽ dùng tay rút cho vòng tròn mình được khít lại. Tiếp đến các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi kép và lên cho mình hàng thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ hai nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình là 8 mũi V. Và mỗi một hàng khi mà chúng ta bắt đầu hàng, các bạn đều phải móc cho mình là một mũi bính hết nha. Đây là mũi đơn đầu tiên. Tiếp đến là mũi đơn thứ hai chung chân luôn. Xong mũi đầu tiên các bạn sẽ gắn ghim lại như thế này để chúng ta xác định được vị trí. Lát nữa chúng ta sẽ kết hàng. Rồi một mũi V đã xong. Tiếp tục mũi V thứ hai. Mũi V tức là hai mũi đơn chung một chân nha các bạn yêu ơi. Rồi, đây là 3V. Tiếp tục V thứ tư. Rồi, 8V đã xong, bây giờ các bạn sẽ lên cho mình hàng thứ ba. Hàng ba này các bạn sẽ móc cho mình là XV lặp lại 8 lần. Mũi đầu tiên là mũi X nha. Tiếp đến là mũi chữ V. Sau mũi đầu tiên các bạn sẽ gắn ghim lại như thế này. Rồi bây giờ qua ô tiếp theo móc cho mình mũi chữ V nha các bạn. Hàng thứ ba này thì chúng ta sẽ móc là XV lặp lại 8 lần. Rồi đến hàng tư thì các bạn sẽ tiếp tục tăng lên là 2XV. Các bạn sẽ tăng dần dần như thế cho đến khi trái cam các bạn cảm thấy là nó vừa phải đựng được đủ đồ của mình rồi thì các bạn sẽ ngừng và móc lên cho mình phần thân ở phía trên. Ở đây chúng ta đang làm là phần đáy thôi nha. Rồi XV lần thứ hai đã xong. Tiếp tục là XV lần thứ ba. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ hoàn thành hết hàng thứ ba cho mình nha. Rồi bây giờ đến với hàng thứ tư. Hàng thứ tư này thì chúng ta sẽ móc là X V, X lặp lại 8 lần. Thì các bạn sẽ thấy này, giữa hai cái chữ V với nhau là 2X, thì cũng tương ứng là 2XV. Tuy nhiên mà chúng ta sẽ tách nó ra thành là XVX, để cho nó sẽ làm cho cái trái cam của mình nó sẽ tròn, nó đều hơn nha. Đây là mũi V đã xong. Tiếp tục là mũi X ở chân tiếp theo. Rồi, vậy là cụm XVX lần 1 đã hoàn thành rồi nè các bạn. Bây giờ là đến XVX lần thứ 2. Tiếp tục là XVX lần thứ 3.
Tương tự các bạn sẽ hoàn thành thêm 5 lần nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ năm. Hàng thứ năm này các bạn sẽ tăng lên cho mình là 3xv lặp lại 8 lần. X đầu tiên, xong đó gắn ghim lại. Rồi tiếp đến x thứ hai. Rồi x thứ ba. Và tiếp đến là mũi chữ V. Vậy là 3xv lần thứ nhất đã hoàn thành rồi này các bạn. Tương tự như vậy các bạn sẽ hoàn thành thêm 7 lần nữa là chúng ta đã kết thúc được hàng thứ năm này rồi. Rồi bây giờ đến với hàng thứ sáu. Thì từ hàng thứ sáu đến hàng thứ 17 các bạn sẽ móc và giữ nguyên cho mình một quy tắc là 40x ở 40 chân bính nha. Bạn nào nghe theo mình không kịp thì các bạn có thể xem kỹ phần trái móc đính kèm trong video để các bạn có thể làm theo dễ dàng hơn nha. Mũi x tức là mũi đơn, còn mũi v tức là hai mũi đơn chung một chân. Rồi bây giờ là hàng thứ sáu là 40x. Mãi cho đến hàng thứ 17 chúng ta cũng sẽ giữ nguyên là 40x luôn nha. Rồi, hàng thứ 17 đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ 18. Hàng 18 này thì các bạn sẽ bắt đầu móc cho mình là 2x rồi một bính. Các bạn sẽ lặp lại quy trình cho tới hết hàng. Đây, 2x rồi lên một bính. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống cách một ô. Thay vì các bạn móc một mũi đơn thì bây giờ các bạn sẽ móc mũi bính ở phía trên thì các bạn sẽ cắt một ô ở phía dưới. Và các bạn sẽ lặp lại quy trình cho mình là 2x và một bính cắt một ô. Lặp lại cho tới hết hàng nha.
Rồi hàng thứ 18 đã xong, bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng thứ 19. Hàng thứ 19 này thì các bạn sẽ móc và giữ nguyên cho mình là 40 mũi đơn ở 40 chân bính. Thì ngay cái vị trí mà chúng ta móc một mũi bính á, thì các bạn sẽ móc một đơn vào trong đó. Cái phần mà bính này chúng ta làm để nó chưa có khoảng cách lỗ giữa các ô á, là để lát nữa chúng ta sẽ luồn cái sợi dây để chúng ta làm cái túi rút nha. Ở đây hàng thứ 19 là 40 mũi đơn ở 40 chân bính thôi nha. Đó, ngay vị trí một bính đó, thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn trong đó. Sau khi hoàn thành xong hàng thứ 19, các bạn sẽ cắt dây ra và phần dây dư các bạn sẽ tạo cho mình một cái mũi kết và các bạn sẽ giấu cái dây dư vào bên trong phần chúng ta đã làm. Ở đây chúng ta chưa kết mũi kết nữa các bạn. Thì các bạn sẽ dùng kim khâu để chúng ta luồn một cái mũi kết thật là đẹp. Sau đó các bạn sẽ đi giấu dây. Rồi, bây giờ là phần thân đã xong. Tiếp đến các bạn sẽ móc phần lá và trang trí. Phần lá thì các bạn sẽ sử dụng màu xanh để chúng ta móc nha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bắt đầu tạo cho mình một nút thắt. Sau đó móc lên cho mình là 10 mũi bính. 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ móc cho mình 10 mũi bính ở đây. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí mũi bính thứ hai, móc cho mình một mũi đơn. Đối với chiếc lá thì các bạn sẽ móc đối xứng giữa hai bên thông qua cái sợi dây 10 mũi bính này. Đầu tiên là một đơn đúng không? Tiếp đến là một mũi kép thấp. Ở chân tiếp theo nha. Rồi đến 5 mũi kép ở 5 chân nữa. Rồi mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, mũi kép thứ tư, mũi kép thứ năm, sau đó là một mũi kép thấp ký hiệu là chữ T. Tiếp đến thì các bạn sẽ móc cho mình mũi W, tức là 3 mũi đơn chung một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay lại và lặp lại quy trình để đối xứng với cái đầu bên kia. Thì các bạn sẽ móc cho mình là một kép thấp. Nãy một đơn thì nó sẽ nằm đối xứng ở phía bên kia là chúng ta đã có một W các bạn. Một W là ba đơn thì ở đó chúng ta đã có hai mũi đơn rồi. Còn mũi đơn ở giữa thì chúng ta sẽ làm cái phần thân ở giữa thôi, không có gì hết. Là đơn đã có rồi thì là đến một kép thấp, năm kép, một kép thấp và cuối cùng là một mũi đơn. Đây là chúng ta đang móc 5 mũi kép nè. Rồi, mũi kép thấp đã xong, bây giờ cuối cùng là một mũi đơn.
Sau đó các bạn sẽ thực hiện một buổi kết. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được chiếc lá này rồi nha. Đến đây thì các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình thêm 200 mũi bính để chúng ta sẽ làm cái phần dây rút nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình là 200 mũi bính nè. Tiếp đến các bạn sẽ luồn cái phần dây này qua cái vị trí mà chúng ta đã làm ở hàng thứ 18 này các bạn. Các bạn sẽ luồn qua ô này để chúng ta làm một cái đoạn dây rút. Rồi cái đầu dây còn lại này thì các bạn sẽ khâu vào ngay cái vị trí đầu của cái phần lá bên kia. Các bạn sẽ luồn len để cột rút nó lại ngay vị trí đầu bên kia nha. Đây các bạn sẽ luồn nó qua nè. Rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện cho mình một nút giao kết và kéo lên qua hết toàn bộ. Các bạn sẽ kéo chặt nó lại để nó đừng có bị lộ đường mũi bị dư ra nha. Các bạn thấy nè, ở đây cái sợi dây chúng ta sẽ hơi dài một xíu mà chúng ta sẽ không chưa có một cái gì đó để cố định hai cái đầu dây nó lại. Vì thế ở đây các bạn sẽ luồn cho mình thêm một cái
cái ở miếng cái hình tròn tròn á, để chúng ta sẽ cố định. Khi mà chúng ta muốn ngắn thì chúng ta sẽ kéo nó sát lại, còn khi mà chúng ta muốn nó trộn ra để chúng ta đựng đồ, chúng ta sẽ kéo nó thưa ra. Đó là cái quả như thế này nè, các bạn sẽ luồn vào để bấm cho nó dễ hơn. Rồi, hoàn thành xong cái phần rút này nữa là chúng ta đã hoàn thành xong được chiếc túi thật là xinh xắn và đáng yêu rồi nè các bạn. Và các bạn còn muốn mình làm thêm sản phẩm gì nữa thì để lại bình luận bên phía dưới nha. Chúng mình rất vui khi nhận được những sự góp ý từ các bạn và để cho video của chúng mình ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nhé. Bye bye!